Cuộc đua đang dần đến hồi kết, top 4 thí sinh bước vào đêm thi quyết định. Chung kết chính, song đấu cùng một nhân vật với hai màn hóa thân khác nhau. Thí sinh nào sẽ phải dừng lại và thí sinh nào sẽ trở thành gà chiến duy nhất của mỗi nhóm quân sư để bước vào đêm chung kết xếp hạng. Đón xem tập 11 chủ đề song đấu phát sóng lúc 21 giờ thứ sáu ngày 5 tháng 8 năm 2016 duy nhất trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại lúc 11 giờ 45 phút ngày 6 tháng 8 năm 2016 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.